Hôm nay thì mọi người cùng cả nhà mình lên xì phố chơi ăn bữa nha. Nói chơi vậy thôi chứ thật ra mà nói thì kỳ này mình dẫn mẹ lên làm một số giấy tờ. Mẹ mình có cái là mỗi khi vô mấy cái chỗ làm việc vậy á, kiểu như hồi hộp mà tâm lý gung quá nên thành ra là không ghi được mấy cái giấy tờ này. Gặp mình cũng mất ơ à, không biết nữa nên thành ra là cứ ghi sai lên, sai xuống. Lây hoài nguyên cả buổi sáng thì cuối cùng cũng xong rồi mọi người. Về nghỉ ngơi này kia chút xíu rồi chiều mát mát cả nhà kéo nhau đi ăn. Mấy đứa em nhà mình thì đã hèm ăn lẩu với đồ nướng nên sẽ dắt cả nhà đi qua cái quán quán ốc lẩu nướng ở bên quận 8 ở bên 340 Tạ Quang Bủ phường 4. Quán này được cái thì rộng rãi mát mẻ mà giá cả thì mình thấy rất là học sinh sinh viên luôn nha. Nên ai muốn bình dân mà đi theo kiểu gia đình á thì mình thấy quán này rất là hợp lý. Vừa mới vào quán có một tí thôi nhưng mà mình cảm thấy là đem món ra rất là nhanh luôn nha. Bên đây các món nướng rất là đa dạng nên mình kêu mỗi cái một dĩa. Nào là bò tảng, bạch tuộc, khăn lông, chân gà gút xương, rồi còn bò nướng phô mai hay là tôm nướng tùm lum tùm lơ hết trơn á. Chưa ăn nữa mà mình thấy quán bài trí rất là sạch sẽ mà ngon mắt chứ rồi đó nha mà ở đây mỗi diễn vậy thì chỉ có 39 cành thôi mọi người mình thấy rất là học sinh sinh viên luôn nha bò tảng ở đây thì mình cảm thấy cái miếng nó rất là dày mà nướng chung với bơ tao nói nó thơm giả mang bạch tuột chân gà gút xương gì đó ai muốn ăn cái gì thì cứ bỏ lên hết đồ ăn ở đây thì mình cảm thấy rất là tươi luôn nha từ thịt hà cho tới rau củ không gian ở đây thì rộng rãi thoáng mát nên là nướng vô tư không có sợ bị ngợp nha mấy đứa em nhà mình nó ăn mà đứa nào tao nói nó cũng khen hết trơn á nước chấm bên đây thì có muối ớt xanh muối tiêu hay là ai muốn chấm với chao thì cũng đều có hết trơn nha nhìn cái miếng bò nó dày côi mà tao nói nó mọng nước ăn nó đã gì đâu á về nhà thì lúc nào thì cũng được mẹ cưng kêu mình ăn này kia nhiều vô để quay lại nhật thì có sức đi học với đi làm nữa cái chân gà gút xương này tao nói nướng mới vừa chín tới nhìn ống ma ống ánh mà còn chấm vô thêm cái chén muối ớt xanh nữa chứ chân gà thì giòn giòn sực sực tao nói ăn nó bao dính luôn nha ăn cái món nướng chưa xong thì nhà mình lại đá qua thêm cái nồi lẩu này nữa mọi người nhìn cái đồ ăn của cái nồi lẩu này nè một cái dĩa đồ ăn ngập tràn mà tao nói rau tươi xanh tin được không là cái nồi lẩu này nó chỉ có 99 cạnh thôi đó để cái dĩa đồ ăn vô mà tao nói nó đầy ấp cái nồi lẩu luôn mà cái nước lẩu này thì nó chua chua ngọt ngọt ăn dính với lắm luôn nha mọi người đang đói đói mà người làm thêm gói mì nữa là coi như là no chắc bụng luôn đó mình khoái quán này được cái là giá cả rất là bình dân không gian thì vô cùng gọn rãi ai muốn ăn lẩu ăn nướng hay là món ốc gì đó thì đều có đủ hết không biết là có ai giống như mình không nghe ăn đồ nướng là lúc nào là phải nhiều đậu bắp thì nó mới ngon thằng em nhà mình tao nói nó ăn nó ngon mà nó khen quá trời quá đất nước chấm chao ở đây không biết là họ pha cái kiểu gì nhưng mà ăn rất là vừa vị và đậm đà luôn nha mọi người nói chung ăn những cái món nướng một phần mà để cho ngon thì cái nước chấm nó cũng rất là quan trọng luôn nha gặp mình là một đứa đạo đồ nướng mà những món nướng như là mật bạch tuột là mình khoái dữ lắm luôn tính ra ăn bên đây là cả gia đình luôn mọi người không có bao nhiêu hết trơn á mà người nào người nấy no muốn căng bụng luôn vậy đó mấy đêm mình nói thôi là vài bữa quay lại đây ăn nữa đi anh mấy cái món này kiểu như nó dễ ăn mọi người nên thành ra là mấy đứa nhỏ nhà mình nó khoái dữ lắm trời mát mát ngắm nhìn xe cộ qua lại có gì làm rai rai được luôn nha.